chờ tí nào. Tôi ở trong rừng nó mưa mới dã man. Không biết giờ bà đang ở chỗ nào nhỉ? Để đưa. Nó đang ở chỗ nhà, cái nhà đấy là như là nó đang ở cái chỗ cạnh Hồng Hồ ấy. À, cạnh Hồng Hồ á? Ờ, nó để dưới chỗ Hồng Hồ, xuống dưới một tí tí. À, Hồng Hồ, khách sạn Hồng Hồ. Khách sạn Hồng Hồ đấy. Nếu đi từ sân vận động thì khách sạn, qua khách sạn Hồng Hồ là xuống đến cái nhà. Mà bắt đi cái